Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cảm niệm tri ân công đức là Quý sĩ Diệu Âm đã hướng dẫn toàn thể đại chúng niệm Phật 15 phút. Kính thưa các cha, các má cùng chư vị liên hữu đồng tu trên đường Zoom hôm nay. Thật sự pháp hồi niệm vô cùng vi diệu, không còn diễn tả, không thể nào nói được. Nói như là không còn một cái ngòi bút hay một cái viết nào có thể viết hết được, nói hết được sự vi diệu của pháp hồi niệm mà trong suốt bao nhiêu năm qua là Quý sĩ Diệu Âm đã nghiên cứu để lại rất là nhiều nhiều vấn đề để cho chúng ta thấy được sự ra đi của tất cả các cụ, các cha, các má đã có duyên lành pháp hồi niệm, được sự cận kề của tất cả các ban hồi niệm tận tâm ở Việt Nam đã hết lòng giúp đỡ cho các cụ. Sau giây phút lâm chung, sau mười mấy tiếng đồng hồ, 12 tiếng, 15 tiếng đồng hồ hồi niệm, các cụ đã để lại thoại tướng bất khả tư nghị, giúp cho hàng phàm phu chúng con niềm tin càng ngày càng tăng trưởng hơn, để giúp cho chúng ta mỗi ngày mỗi có được ước nguyện vững vàng, niềm tin thiết tha. Thì hôm nay chúng con cũng xin chia sẻ đến toàn thể các cha, các má cùng liên hữu đồng tu một cái thông tin, một cái lời tri ân, một ca vãng sanh vượt qua để chúng ta tăng trưởng niềm tin, và cũng như mình được cái niềm tin này mà hân hoan cùng nhau quyết tâm đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì hôm nay con cũng xin ban tổ chức chia sẻ cái video thông tin vãng sanh hôm nay. Con xin phép đọc thông tin nào. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni Văn Lâm Chứng Minh, kính bạch thầy Hạnh Phú, kính bạch thầy Thích Hạnh Nhân, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa ban tổ chức đường Zoom Thế Giới Hồ Niệm, kính thưa ban tổ chức chùa Phúc Sơn, ban hồ niệm Nguyên Hà, kính thưa chư vị liên hữu đồng tu trên đường Zoom. Con là Nguyễn Thị Thùy, pháp danh Diệu Âm, là con gái của Hương Linh Phạm Thị Thới, pháp danh Tình Thơ. Nay con được viết lên lời tri ân sâu đậm này từ tận đáy lòng đối với pháp môn hồ niệm, một đại cứu tinh cho thời mạt pháp mà hàng phàm phu tội chướng sâu nặng như mẹ của con. Mẹ con bị ung thư não, bị bệnh viện. Bệnh viện đã trả về như mẹ con bị ung thư não, bệnh viện trả về đã xả bỏ báo thân vào ngày 7 tháng 4 năm 2022 và lưu lại thoại tướng bất khả tư nghị. Mẹ con cũng biết đi chùa và thiết tha niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Gia đình con rất tin tưởng Phật Pháp và con đã mời ban hồi niệm chùa Phúc Sơn để đến hồi niệm cho mẹ. Sau đó có ban hồi niệm chị Nguyên Hà trợ duyên. Các cô chú trong đạo tràng đã luôn luôn khuyến tấn nhắc nhở cho mẹ cùng gia đình đã làm theo đúng lý đúng pháp hồi niệm. Và gia đình con đều tuân thủ theo ban hồi niệm chùa Phúc Sơn cùng ban hồi niệm chị Nguyên Hà đã thay nhau trực ca 24/24 để giữ chánh niệm cho mẹ trong suốt 28 ngày mẹ bỏ ăn. Vào buổi chiều của ngày thứ 28, mẹ đã gọi con và dì của con đến và dặn dò. Mẹ nói tối nay mẹ đi. Mẹ bảo con là và dì con là không được sát sanh và dặn hai dì cháu phải ăn chay trong 49 ngày. Thật là vi diệu. Tối hôm đó mẹ ra đi thật sâu 28 và 6 lần đắp mềm quang minh, vật vã hấp hối, tưởng đã đi rồi. Con thiết nghĩ rằng nếu như không có ban hồi niệm thiện trí thức như các ngài thì làm sao một phàm phu tội chướng sâu nặng như mẹ con lại được an toàn thoát khỏi tam ác đạo như vậy. Mẹ con cũng thật có phước báu khi thầy Thích Hạnh Phú khai thị hồi niệm lúc lâm chung và được thầy Thích Thiện Nhân nhận ca hồi niệm này, và có cả sư cô Minh Tuệ cùng với hai đạo tràng cũng đã sát cánh cùng mẹ con trong suốt 28 ngày cuối đời của mẹ. Mẹ con đã cảm nhận được sự từ bi và chân thành của các ngài, nên sau bao ngày dằn vặt che giấu trong lòng, mẹ đã thổ lộ hết cho ban hồi niệm biết là mẹ đã phá thai 10 lần do quan hệ bất chính, và mẹ đã kiệt thành sám hối về các tội lỗi mình
đã gây ra và mẹ quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mẹ con cũng đã được lão cư sĩ Diệu Âm khai thị lúc mẹ con bỏ ăn 5 ngày. Nhờ lòng từ bi và đức độ của lão cư sĩ Diệu Âm đã cảm ứng đến mẹ, giúp mẹ tăng trưởng niềm tin hơn, tha thiết cầu vãng sanh hơn. Tối ngày 7 tháng 4, mẹ con đã xả bỏ bao thân và sau 12 giờ hồ niệm, mẹ đã để lại thoại tướng vô cùng viên mãn, toàn thân lạnh, tay chân đều mềm mại, môi đỏ hồng, mẹ mỉm cười. Con không biết nói thế nào để có thể diễn tả cho hết lòng biết ơn sâu sắc của gia đình chúng con đối với pháp hội niệm mà con đã được lão cư sĩ Diệu Âm không quản ngày đêm nghiên cứu suốt 20 năm qua. Trong niềm hạnh phúc vô biên và hoan hỷ này, gia đình chúng con xin phép nói lên lời tri ân tận đáy lòng đến chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh hội niệm. Thầy Thích Hạnh Phú, thầy Hạnh Nhân, sư cô Thích Minh Tuệ, lão cư sĩ Diệu Âm cùng ban tổ chức đường Zoom thế giới hội niệm, ban hội niệm chùa Phúc Sơn, ban hội niệm chị Nguyên Hà cùng chư vị liên hiệu đồng tu trên đường Zoom đã giúp mẹ con được vãng sanh bất khả tư nghị. Sự vãng sanh vi diệu của mẹ đã làm tăng thêm sự tin tưởng và quyết tâm của gia đình và hàng xóm xung quanh nơi vùng nông thôn nghèo ở Quảng Ngãi chưa bao giờ biết đến pháp hội niệm, pháp môn niệm Phật hội niệm này. Nay mẹ con là người đầu tiên trong thôn được trợ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, là một sự loan truyền khắp xóm về pháp môn hộ niệm này để nhiều người có duyên lành được thoát nạn trong một đời này. Gia đình con biết lấy gì đáp đền công ơn to lớn của các ngài. Con chỉ biết thầm hứa với lòng sẽ ngày càng tin tưởng và sẽ học hỏi pháp hộ niệm để giúp người thân trong gia đình và giúp những người hữu duyên biết đến pháp hộ niệm. Bởi vì pháp hội niệm là một đại cứu tinh cho chúng ta. Pháp hội niệm hướng dẫn rõ ràng đường đi để điểm về một cách cụ thể. Pháp niệm Phật cứu tất cả chúng ta từ một phàm phu tội chướng sâu nặng trở về Tây Phương là một vị Bồ Tát, một đời hưởng an vui cực lạc, thường nguyện phổ độ chúng sanh muôn đời. Nam mô A Di Đà Phật. Rất là tuyệt vời, con đọc mà con cũng rất là cảm động và rất là vui mừng. Chúc cho gia đình có một vị Bồ Tát. Và con cũng xin hỏi tất cả các cha các má trên đường Zoom hôm nay, mình có hân hoan và mong muốn được tặng sanh như các ngài không à? Dạ muốn. Dạ. Đi đập các má, tất cả các chư vị liên hiệu đồng tu hôm nay hứa là muốn vãng sanh, thì con cũng xin cả các cha các má chư vị liên hiệu đồng tu cùng chúng con luôn luôn trân quý pháp hộ niệm, phải bỏ thời gian thập tâm thập tình nghiên cứu kỹ càng pháp hộ niệm để giúp chính mình không sai sót, giúp tất cả các bạn đạo, giúp tất cả những người hữu duyên trong cái cơ hội được làm thân người này. Khi xả bỏ bốc thân, ai ai cũng được phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.